Chào các bạn, mình là Trần Thanh Danh. Mình mới nhận được visa hôm ngày 11 tháng 5 á. Là mình có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ với bạn. Các bạn là khi mà vô phỏng vấn thì các bạn cứ trả lời một cách tự tin hết sức các bạn có thể. Khi trả lời nhớ nhìn thẳng vào mặt người ta để mà người ta giống như là ngôn ngữ hình thể vậy, để người ta nhận biết là bạn muốn trả lời chứ không phải là nhìn đi không phải là chỉ học bài hay gì đó. Cảm giác của mình thì hiện tại mình rất vui vì năm sau mình được đi qua du học bên Mỹ. Thì ở đây thì mình là làm hồ sơ nhờ chị Thúy. Chị ấy thì giúp cho đỡ mình rất nhiều, mọi người cứ hay chỉ mình những câu hỏi để mình trả lời. Đã thực tập với chị Thúy, chị đó cũng dạy mình nhiều câu, nhiều cách trả lời. Thông qua cái đó thì mình cảm thấy tự tin hơn khi mà vô gặp lãnh sự quán. Khi mà mình vô phỏng vấn ở trong lãnh sự quán thì mình thấy là tất cả những câu hỏi đều nằm trong những gì mình đã ôn. Nên việc trả lời rất là dễ, không có gì khó khăn. Dịch vụ ở Tân Đại Dương thì cũng tốt, những nhân viên thì rất nhiệt tình, giúp đỡ lúc bạn không hiểu từ vựng hay gì đó. Nói chung là dịch vụ rất tốt. Mình chọn Mỹ để du học vì bên đó có nhà người thân của mình, và qua bên đó thì mình sẽ dễ dàng để học tiếng Anh hơn. Qua đó thì mình học ở trường ở bang Arizona. Trong quá trình làm hồ sơ của mình thì cảm thấy là cái hồ sơ của mình cũng rất là tốt vì học lực cũng không đến nỗi tệ, cũng khá. Kinh tế thì cũng bình thường nên thấy hồ sơ của mình cũng đẹp, không có khó khăn. Trình độ tiếng Anh của mình thì ở mức độ tầm B1, và khi vô trả lời phỏng vấn thì mình trả lời tất cả bằng tiếng Anh. Cuối cùng thì khi mà vô phỏng vấn thì các bạn hãy cố gắng tự tin làm hết sức mình có thể. Chúc các bạn thành công.